Thưa quý vị, ký ức là những điều đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi con người, có thể gợi lại những niềm vui nhưng cũng có thể là những nỗi đau. Và với những nạn nhân khủng bố, đó đôi khi cũng là sức mạnh để họ vượt qua những cú sốc và truyền đi cảm hứng mãnh liệt chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố tàn ác. Nội dung này sẽ được đề cập ở phần cuối của chương trình. Sau đây là phần tin tức vừa được chúng tôi cập nhật trong Chuyển động ngày mới hôm nay, thứ Ba, ngày 22 tháng 8. Hôm qua, nhà tài trợ phối hợp với xã Nguyễn Phích tổ chức lễ khánh thành cầu Phước Điền 103 tại ấp 10. Cây cầu có chiều dài 21m, rộng 2,5m, với tải trọng 2,5 tấn, bắc qua kênh 31, tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Do Đại Đức Thích Nhuận Trí, thành phố Cà Mau, huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện U Minh vận động Phật tử Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tài trợ. Hầu hết ở vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau đều có hệ thống kênh rạch sông ngòi chằng chịt nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhiều năm qua, nhóm chung sức Cà Mau đã kết nối nhà hảo tâm trong và ngoài nước xây dựng cầu giao thông nông thôn ở khắp các địa phương trong tỉnh, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tỉnh nhà. Cây cầu bắc qua kênh xóm Tư này thuộc ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, được xây dựng hơn 15 năm. Cầu đã xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng gây khó khăn cho người dân qua lại, nhất là các cháu nhỏ. Có trường hợp bị té sông do cầu không còn an toàn. Và mong muốn của bà con nơi đây là có chiếc cầu mới kiên cố, an toàn hơn. Cái cầu này nó gây bất tiện như thế nào cho người dân đi lại cô ha? Nó cũng như nó bắt thời gian cũng hơi lâu rồi đó, mà bằng xi măng rồi sau khi này nó bị mà phà đô nó đụng đó, rồi cái nó gãy rồi mới bắt lại mấy cái nhịp đó, giờ từ đó trở giờ là đi là khó khăn dữ lắm, bị sự cố dữ lắm đó. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì niềm mong chờ của bà con nhân dân ở ấp 2B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời đã thành hiện thực khi mà nhóm chung sức Cà Mau kết nối cùng các mạnh thường quân nhà tài trợ đã khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu ở địa phương này. Cây cầu giao thông nông thôn mới vừa được xây dựng hoàn thành mang tên cầu Bình Yên 19. Đây là cây cầu thứ 15 do nhóm chung sức Cà Mau kết nối với ông Lê Bằng, Diệt Kiều Úc xây dựng cho xã Khánh Bình Đông, mang lại nhiều niềm vui cho bà con nhân dân nơi đây. Ủy ban nhân xã và cùng các ngành đoàn thể của xã và cùng các đoàn thể của địa phương hết sức vui mừng được nhận được cây cầu. Hôm nay thì bà con ở ấp 2B xin hứa là phải giữ gìn cây cầu thật, sử dụng thật lâu để lâu dài để cho bà con được cái sự đi lại dễ dàng. Những ngày qua, bà con ở ấp Công nghiệp C, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời vô cùng phấn khởi vì cầu dài 45m, rộng 2m, bắc ngang qua sông Công nghiệp được khởi công xây dựng. Khi cầu giao thông nông thôn xây dựng xong, bà con sẽ không còn chịu cảnh qua sông phải lụy đò như trước nữa. Địa phương mình mà được vậy mình mừng lắm. Dạ. Cái cầu này bà thấy sẽ giúp ích gì cho địa phương mình ạ? Giúp ích chứ. Có lợi cho mà địa phương mình lắm chứ. Vậy thì cho được tài trợ cho được cái cầu thì khỏe cho địa phương. Dạ. Giờ đi con đường đi vất vả, bây giờ được rồi, lộ rồi cầu nữa, lắm lắm. Khi nghe tin là cho cầu thì trong lòng tôi rất nôn nao phấn khởi và vận động bà con đón mừng ngay cả cái ngày mà khởi công cầu, tinh thần bà con cũng lại đông đủ, cũng chia sẻ rất vui mừng. Đã qua ở khắp các xã trong tỉnh, hầu như nơi đâu cũng có cầu giao thông nông thôn do nhóm chung sức Cà Mau vận động xây dựng. Trong đó, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh là địa phương có hơn 30 nhịp cầu nối liền đôi bờ. Nhóm chung sức Cà Mau là nhóm đã gắn bó với xã Nguyễn Phích hơn 4 năm nay. Tính đến thời điểm hiện nay thì khoảng trên dưới là 30 cây cầu giao thông nông thôn mà nhóm đã hỗ trợ cho địa bàn xã Nguyễn Phích. Bên cạnh đó thì trong những cái dịp khánh thành cầu thì nhóm cũng đã vận động để hỗ trợ những suất quà đến với hộ nghèo, những hộ khó khăn trên địa bàn của xã. Đến nay, nhóm chung sức Cà Mau đã vận động xây dựng 129 cây cầu giao thông nông thôn. Những cây cầu giao thông vững chắc nối liền đôi bờ là minh chứng cho sự chung sức của những tấm lòng thiện nguyện. Và đó còn thể hiện sự gắn kết keo sơn của chính quyền địa phương với nhân dân, vì nơi nào có chính quyền địa phương quan tâm đời sống của dân, thì nơi đó có nhà hảo tâm đến.
chung sức góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc, tươi sáng hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định kéo dài thời gian lọc ảo chung trong tuyển sinh đợt 1 thêm 2 ngày. Vì vậy, lịch công bố điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp của các trường đại học cũng phải thay đổi. Theo đó, thời gian lọc ảo kéo dài thêm 2 ngày, chính thức kết thúc vào ngày 22 tháng 8. Lịch công bố điểm chuẩn của các trường cũng thay đổi theo. Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội trước đó dự kiến công bố điểm chuẩn trưa 20 tháng 8, thì nay chuyển sang tối 22 tháng 8. Tương tự, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại cũng dời lịch công bố điểm chuẩn tới chiều 22 tháng 8. Học viện Ngân hàng dự kiến công bố kết quả xét tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 22 tháng 8. Sau khi công bố điểm chuẩn, thí sinh biết trúng tuyển nguyện vọng nào, sẽ còn một bước quan trọng nữa là xác nhận nhập học. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ chối nguyện vọng trúng tuyển. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa quyết định thành lập nhóm phát triển thiết bị 6G đánh giá kiểm tra thử nghiệm thuộc Ban Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G. Mạng 6G hay mạng di động thế hệ thứ 6 là công nghệ tiếp bước thế hệ mạng 5G. Mạng 6G được kỳ vọng sẽ hỗ trợ băng tần rộng hơn, giúp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn mạng 5G nhiều lần. Đồng thời, mạng 6G cũng có độ phủ sóng rộng và tối ưu hơn, đáp ứng mọi yếu tố mà mạng 5G chưa thực hiện được. Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 8. Theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, sẽ có 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng được đưa ra đấu giá. Đó là các biển số 98A-66666, 19A-55555, 30K-55555, 30K-56789, 36A-99999, 43A-79999, 47A-59999, 51K-88888, 65A-39999, 99A-66666, 15K-18888. Thời hạn đăng ký nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá là trước 24 giờ ngày 19 tháng 8. Thời gian đấu giá 60 phút cho một biển số xe ô tô. Ngày 21 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam. Trước đó, tối ngày 19 tháng 8, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hương Hóa, lực lượng biên phòng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 12D1-33952, chở theo 3 người có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua khai thác ban đầu, người điều khiển xe máy là Kho Ta, 26 tuổi, trú tại bản Den Savan, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet của Lào. Đối tượng khai nhận đã chở 3 người đàn ông từ Lào về Việt Nam để nhận tiền công. Cả 3 người này đều trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan chức năng, 3 đối tượng khai nhận muốn về Việt Nam nhưng không có đủ giấy tờ nên đã nhờ người liên hệ để nhập cảnh trái phép. Hiện vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Truyền đồng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.